Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay các bạn hãy cùng Gil đến với một trò chơi mới mà Gil nghĩ là các bạn rất thích. Ở đây Gil đang có một thằng da đen. Thì Gil vừa mới mở cái tiệm bánh hamburger. Không phải hamburger mà gọi là bánh mì nướng đấy anh em. Thì đây là ngày đầu tiên Gil khai trương. Thì Gil chỉ còn 155 đô và Gil phải kiếm ra thật là nhiều tiền để có thể là mua thuê nhân viên và làm cái cửa hàng nội ghiêu đó. Ghiêu trả hết 50 đô để làm cái gì gọi là cái máy sản xuất bánh mì. Sau đó là ghiêu có cái gì đây, có người lại mua bánh mì kẹp thịt. Ôi, cái này giống bánh hamburger hơn là bánh mì nướng ha. Ok, nó lên bàn nó ăn kìa. Ghiêu phải tự tay mình là gọi là tự làm tất cả luôn đó. Rồi mua gì thì lại đây mua, phải nhớ trả tiền nha mấy men, không trả tiền ăn quệt là ta tới tận nhà luôn đó. Rồi rồi, sao cái gì vậy, nó không có ghế ngồi hả? Thôi bây giờ Gil phải đi kiếm chỗ rồi xây ghế cho nó mới được, mà ở đây chưa có mẫu khóa. Rồi ở đây có cái gì đây, à sọt rác à, phải tèo thiệt. Bây giờ mình phải thuê thêm một thằng nhân viên tốn 30 đô. Rồi nhân viên ở đây cũng giá cũng bình dân chứ không gọi là mắc quá. Rồi bây giờ mình phải đi lấy bánh mì, nãy giờ nướng cũng lâu rồi. Thằng nhân viên này là cái thằng mà sẽ gọi là đưa bánh mì cho này, ghế ơi phải thu dọn nữa đó, phải thu dọn xong người ta mới có ghế để ngồi. Bây giờ Gil phải gom tiền và tốn 60 đô để làm một cái ghế mới, cái chỗ ngồi mới cho người ta lại ngồi. Mà muốn một cái bánh hamburger kìa men ơi. Rồi mình phải tự động luôn. À, nơi đây là nơi để bỏ rác này. Đó. Không biết bỏ rác có tính tiền không ha. Công nhận tốn kém quá. Làm cái gì cũng khó khăn hết. Rồi được 10 đô rồi. Rồi thì có một người khách hàng VIP á, đi lại thấy Gil là gọi là làm gì, làm việc quá chăm chỉ mà không có tiền để thuê nhân viên, nên người đó đã gọi là cho Gil vay một số tiền thật là lớn, đó là 1 tỷ đô la. Ghê chưa, các bạn biết 1 tỷ đô la là bao nhiêu tiền Việt Nam rồi đúng không? Bây giờ Gil phải thuê thêm nhân viên này đó, bỏ tiền ra thuê nhân viên thêm một thằng nữa. Rồi cái ngày gọi là không phê phải thuê mà gọi là nâng cấp nhân viên à. Rồi phải qua cái HR này để thuê thêm nhân viên thôi, cái kiểu này một mình ghiêu không làm sể. Rồi rồi tôi muốn thuê một nhân viên, không cần ri đâu, bây giờ tôi giàu rồi tôi không cần thuê nhân viên ri, bạn hiểu chưa? Rồi qua đây chắc qua đây nó hỏi mình có thuê ri không, mình đâu có cần thuê ri đâu. Đây mình sẽ trả tiền hẳn hoi nè, nâng cấp nhân viên lên mát luôn thấy chưa đó, rì rì mát hết đó, cho nhân viên của mình nó tự làm. Ồ, sau khi nâng cấp lên thì nhanh ghê đó, cộng hết nhân viên luôn. Rồi làm việc đi mấy anh, tiền bỏ ra phải xứng đáng với công sức chứ đó, thấy chưa? Bây giờ có tiền là có khác rồi, có người đầu tư vô, bây giờ Gil chỉ cần là chờ đợi thôi, chờ đợi cái tiệm bánh hamburger của Gil nó lớn hơn. À thì ra Gil còn có một chỗ gọi là ship nữa. Gil sẽ xây thật là nhiều chỗ. Rồi Gil phải xây thêm nặng cho cái bánh hamburger này làm việc hết công sức mới được. Nâng cấp nâng cấp nâng cấp, rồi nâng cấp hết luôn. Vô rồi mát luôn rồi đó. Bây giờ là nhân viên quá trời nhân viên luôn rồi. Có gì đây, bàn tay hả? Ôi cái này không không xài được anh em ơi. Rồi rồi tự nhiên tới đây cái ghiêu bị lắc luôn rồi, không thấy luôn. Cái gì vậy ta, chờ ghiêu một tí đã để ghiêu xử lý cái tình trạng này coi, game bị lỗi rồi. Sau khi sửa chữa lỗi của Gil game thì Gil đã quay trở lại, quay lại cái
chỗ mình bán hamburger đây quá trời rồi. Bây giờ mình sẽ mở thêm bàn để có thể phục vụ khách hàng với mức gọi là hết công sức luôn. Gì đây? Thử rồi. Ôi, bây giờ là ghiêu có một chiếc xe luôn kìa. Ôi, chiếc xe này chạy nhanh vãi. Mà nó có thời gian anh em ơi, chỉ được 3 phút thôi. Nên mình phải gọi là xài hết thời gian. Ở đây mình sẽ mở thêm cái gì? À, thêm một cái bánh nữa kìa. Ôi, bây giờ ghiêu quá trời tiền luôn rồi này. Tiền mà chắc thành núi luôn, đi gom bớt. Để em thôi, chút có anh chạm vô chạm tiền của ghiêu nữa. Thế là như công tôi luôn ấy. Rồi, thôi, có xe có khác ha. Thôi kìa, thôi, đã thiệt chứ. Rồi, nâng cấp, nâng cấp. Ôi, phải nâng cấp thêm một cái quầy cho. Quá trời xe hơi lại mua luôn. Bây giờ tiệm bánh hamburger của Gil là nó nổi tiếng rồi. Nổi tiếng nhất vùng luôn rồi anh em ơi. Ok, đó. Rồi, sao cái tay đụng cái tay này hoài vậy? Rồi, tiền ba la luôn. Coi Gil có thể mở thêm một cái gì nữa không? Gil có thể mở thêm một cái quầy nữa nè, ở đây nữa nè. Wow, quá trời luôn rồi. Kiểu này là sắp thành đại gia Gil rồi. Chứ không còn là Gil cùi bắp nữa nha. Đây, giờ ok. Tới luôn, tới luôn. Wow, thêm một cái bàn nữa. Rồi, quá trời bàn luôn rồi. Xong, thế là đủ 100 mát luôn rồi anh em ơi. Thì đặt thêm bàn hả? Nãy giờ mình đặt thêm bàn rồi mà. Thôi chắc nó kêu mình đi gom tiền đó. Rồi ok, gom tiền thôi. Gì mà xe nó cứ kêu kêu hoài vậy ta? Đây, đi lấy tiền đúng rồi. Mới lấy chiếc xe này lấy cho mình làm gì không? Mình chỉ đi lấy tiền thôi chứ không có làm gì hết. Quá tiền kìa. Tiền này lại không xài được. Rồi, ok, đi vô HR coi có thể tuyển thêm nhân viên không. Chứ bây giờ cái tiệm hamburger của Gil nó lớn quá rồi. Thì Big Burger. Ôi, bây giờ là max level luôn rồi. Đó, khách mà đi lại nầm nộp luôn. Rồi, chắc Gil nên đợi mở thêm chi nhánh thôi. Chứ một cái chi nhánh này là chưa có đủ đâu. Rồi, bây giờ ghi qua một cái gọi là cái nơi khác để mở thêm cái chi nhánh hamburger mới nha. Cái chi nhánh của ghi mới hoạt động được mấy phút mà nó đã và gọi là quá nhiều nhiều khách lại ủng hộ luôn. Chắc do mọi người biết là ghi dồn hết tâm huyết vô cái tiệm bánh hamburger này nên gọi là lại ủng hộ ghi. HR bây giờ này. Ôi, nó cho thêm đôi giày nữa kìa. Rồi, không cần, mình chỉ cần nâng cấp này thôi. Ok, view sẽ nâng cấp. Đó, bây giờ phải tuyển thêm nhân viên thôi, lại qua lại lụm đôi giày chứ đi kiểu này mỏi chân quá, đi chậm quá anh em ơi. Đâu nhân viên đâu, ai thuê một cái thằng nhân viên bán bánh phụ. Trời ơi, chưa gì hết người ta ship hàng kìa. Anh em có thấy không? Ship hàng từ tuốt đằng kia lại luôn. Ghê thiệt. Công nhận mấy người này ủng hộ Gil ha. Ghê luôn, Gil mới mở hai cái chi nhánh đầu tiên mà quá trời khách, tới cái chi nhánh này cũng quá trời khách luôn. Từ Nam ra Bắc luôn nha. Rồi, bây giờ là phải lại tuyển thêm một cái anh gọi là nhân sự mới thôi. Chứ anh không có nhân sự không hoạt động được cái chi nhánh này, một mình Gil không làm xuể được đó. Rồi bây giờ Gil sẽ mướn thêm nhân viên rồi trả thêm cho nó làm cho tốc độ này, lương càng cao thì nó mới hăng hái để làm việc chứ nhở, đúng không? Qua tới cái đây là Gil sẽ tăng tốc cho đây Gil nè. Đó, đây sẽ được nhiều tiền hơn, max level hết luôn đó. Bây giờ thấy chưa, Gil đi nhanh hơn rồi. Hồi nãy gọi là Gil gùa, bây giờ là không còn là Gil gùa nữa nha. Rồi, nhân viên. Bây giờ
mở thêm mấy cái quầy nữa, bán giống như là gọi là bây giờ hàng bán hàng online là thịnh nha, Gil sẽ bán thêm online nữa, mở thêm cái shop online nữa, thấy như thế nào, giống như shop Gil, TikTok Gil. Ok, wow, rồi hồ lo mà phục vụ đi để ta còn gom tiền nữa. Nè đưa bánh cho nè, đó bán đi. Ôi cái bánh này không được, phải ship ship vào hộp mới được chứ, ai mà đi đưa khách hàng gọi là đi ship online, phải bỏ vào hộp cho nó đàng hoàng đúng không. Rồi tiếp theo, ok dạ. Tiền nhiều có khác nha, tiền mà ghi xài không hết luôn em ơi. Dạ, lụm tiền mở thêm đây, nãy ghi update hết rồi, rồi chỉ cần 100% là ghi lại tiếp tục mở sang một cái chi nhánh mới nữa. Kiểu này chắc ghi thành ghi đại gia, đúng là người gọi là những người có tầm nhìn xa là biết ghi như thế nào nên đầu tư cho ghi. À, thấy đầu tư, sự đầu tư không bao giờ sai đúng không? Rồi bánh hamburger của Gil bây giờ quá là nổi tiếng luôn. Thôi coi là tiền mà nó chắc như thế này luôn là mọi người biết rồi, Gil lấy bớt tiền thôi để chút mất công á, nói làm vì đam mê không ai lợi luôn ấy. Đó đi lượm tiền, ok, ở đây mở thêm một cái bàn nữa nè, đang phục vụ khách hàng chứ. Rồi full một bàn nữa là full nha, xong 100% và kêu đi mở thêm một cái hầm, cái chi nhánh thứ ba đó, một chi nhánh là đúp nè, chi nhánh thứ hai đang hoạt động này, rồi kêu sang cái chi nhánh thứ ba đây. Ở cái chi nhánh này trời mới vào lại được tiền nữa đó, mở cổng lên khai trương chi nhánh thứ ba tên là Hamburger Queen, là hamburger dành chỉ dành cho nữ hoàng để ăn thôi, những người thượng lưu. Mình phải bắt đầu mình đầu tư vào giới thượng lưu đây. Rồi để đi uống miếng nước cái đã. À xong. Mình cần thuê nhân viên, có ai nộp đơn ứng tuyển không, chứ bây giờ một mình là không làm được kịp rồi. Thì đây có người nộp đơn ứng tuyển, phải trả cho nó 570 đô để nó có thể là đứng bán thôi đấy, một ngày 570 đô á, ghê chưa, đúng là chỗ bán hamburger dành cho nữ hoàng nó có khác nhở. Thôi rồi tiếp theo qua bên đây, dạ mà mình sẽ làm cho cái máy của mình, nâng cấp cái máy hamburger của mình lên, giống như cho nó sản xuất được nhiều hamburger hơn này, nướng nó nhanh hơn này. Rồi ông kia đứng bán không nên mình phải vào HR mình nói, ê HR cho tôi thêm một tuyển gấp cho tôi nhân viên chạy phục vụ bàn nào đó, thì bắt đầu là mới không mới đầu mấy thằng HR nó khi dễ cái tiệm bánh của mình, khi mình có tiền á mình thấy đầu tư lên cái bây giờ có HR vào đó, thì mình thuê thêm nhân viên này rồi nâng cấp cho nhân viên nó giống như là nó tăng tốc độ làm việc lên. Trời ơi thằng nhân viên kia ngủ kìa, thuê mày vào đây mày ngủ hả, chắc sa thải nó quá anh em ơi, kiểu này không được rồi. Thế nó giàu mà nó ngủ nó còn ngái nữa chứ, không thể tin được. Ê, tốn mấy ngàn đô để thuê làm một ngày mà vô đây ngủ, tiền đâu phải tiền của chùa đâu men. Ok thôi mình sa thải cái thằng đó rồi nên mình tuyển nhân viên mới, ai nộp đơn vào gấp nha. Rồi liên hệ với kênh YouTube của Gil đó, thì nhấn vào subscribe đi là Gil để trạng thái ứng tuyển của bạn đó, Gil biết rồi đó. Còn các bạn like thì các bạn muốn gọi là ship hamburger, ok Gil ship tận chỗ luôn, nhấn vào like nha.
Gil sẽ ship cho các bạn cái bánh hamburger nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu tiệm thuê chi nhánh thứ ba của Gil là nổi tiếng rồi, thấy chưa? Xe hơi đậu không á? Chứ đâu hôm nãy giờ các bạn có thấy chiếc xe máy nào không? Toàn là xe hơi không? Đó, toàn mấy anh đại gia đi xe hơi mua bánh hamburger ăn chơi vậy á. Rồi còn Gil thì Gil làm bây giờ tiền nhiều rồi, Gil làm bắt đầu mở các chi nhánh mới làm vì đam mê chứ không làm vì tiền đó. Rồi đâu rồi, đây mở thêm vài cái bàn phục vụ nữa để người ta đó. Bây giờ kiểu giống như cái nghe mới nghe tiếng 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 kèn không đó, hỏi nhanh lên đó, tại ship hàng nhiều quá mà phục vụ mà mở mát mướn cả trăm thằng phục vụ luôn mà còn không bán kịp nữa. Ui thật là ghê. Như bây giờ các bạn đi ra đường mà thấy hamburger của Gil là biết rồi đó, độ nổi tiếng của Gil như thế nào rồi. Ok rồi đó, thấy chưa, mới có một chút Gil lại mở thêm, muốn mở thêm một cái chi nhánh thứ ba nữa rồi, ở thứ tư luôn rồi chứ. Ok, ở đây là tiền nhiều quá, đi gom tiền bớt nè. Rồi chết bà, hamburger mới ra lò mà mình bỏ thuộc rác rồi. Không, nãy giờ do Gil đi vòng vòng, Gil cầm mà Gil quên á, nó nguội rồi thôi thì bỏ thuộc rác luôn chứ biết sao giờ. Gil là phải là người gọi là người chủ có lương tâm á, đâu cho người ta ăn bánh hamburger nguội đâu. Rồi Gil sẽ qua cái chi nhánh mới. Rồi chừng nào mà các bạn thấy mà cái trái đất này full là từ từ châu qua tới châu châu Âu luôn, có bánh hamburger của Gil luôn á đó. Đó bây giờ thấy chưa, vài cái tiệm hamburger rồi đấy. Rồi trước tiên là Gil phải trả 200 đô để có thể mua được cái mặt bằng ở cái tiệm này. Rồi ok, 200 đô bây giờ đối với Gil không thành vấn đề. Nãy giờ 1 tỷ đô mà Gil xài không hết, mới xài được có mấy triệu đô à. Ui, đúng giàu có khác. Rồi tiếp theo đó, mở rồi, mở đồ mướn bánh đúng không, phải mở thêm người đứng bán hàng nữa chứ. Rồi mở thêm cái gì, bàn đó, hai cái bàn đó, và bắt đầu vô tuyển thêm nhân sự này. Bây giờ Gil là Gil có kinh nghiệm rồi đó. Rồi vô nhân sự đâu, cho tôi mấy thằng nhân viên đi, đừng tuyển mấy thằng mà thích ngủ nha, trả lương mà ngủ không chết đấy. Rồi tiếp theo vô đây để nâng cấp tốc độ cho Gil. Gil đi như thế này thì biết bao giờ mà quản lý hết mấy ngàn nhân viên, 4 cái tiệm bánh hamburger rồi là mấy bạn biết là nhiều nhân viên như thế nào. Gil mà đóng tiệm là nhân viên của Gil thất nghiệp chắc thôi, nó về nó bán lúa luôn mà chưa chắc có lúa để bán nữa, cạp đất luôn á. Nên Gil phải làm việc, nói chung làm chủ nó nhức đầu lắm. Rồi mở thêm đó, mở thêm một quầy dính bán nè, coi nè, cái chút các bạn thấy là người ta ship hàng đặt nhạc luôn cho mà coi. Rồi đâu rồi, mở thêm một chi nhánh gọi là online đó. Ủa đây cái bàn phục vụ hả, quên giới thiệu cái chi nhánh thứ tư của Gil mang tên gì đúng không? Các bạn chưa biết cái chi nhánh thứ tư mang tên gì thì Gil sẽ giới thiệu cho các bạn biết, mang tên là, dạ đây đọc chữ rồi, Sandy đó, nghe tên là quý phái liền chứ gì. Hơi nhưng không, cái chi nhánh này Gil mở ra với mục đích là phục vụ những người mà không có tiền nha. Quý phái kiểu là những người mà nghèo khổ không có tiền, Gil sẽ bán rẻ hamburger, nghe rẻ chứ chỉ bán cho người nghèo thôi nha, chứ mấy anh giàu giàu đi qua làm ơn đi qua cái chi nhánh gọi là chi nhánh thứ ba của Gil ăn hamburger giùm cái, chứ mà cứ nhào vô đây ăn không là Gil lỗ, Gil dẹp cái tiệm luôn ấy. Rồi ok, rồi Gil mở thêm, ôi chỗ nướng nè,
Rồi kiểu này Gil lại tiếp tục mở thêm một cái chi nhánh thứ năm nữa, chắc cầu cả trăm cái chi nhánh như thế này luôn đấy. Rồi thật sự là quá dữ. Rồi bây giờ Gil sẽ mở cái chi nhánh mới nữa, đây chi nhánh thứ năm. Ôi hết chỗ để mở chi nhánh luôn rồi. Đây đây, chi nhánh thứ năm của Gil mang tên là On On But Go. Quá dữ, bánh mì kẹp thịt tới đây. Cái chi nhánh này có vẻ là Gil mở ở đồng quê ấy, nên các bạn có thấy không, cây xanh màu xanh xanh đó. Bút gờ nghe tên là dữ dằn thiệt. Rồi bây giờ tự nhiên mới vô làm cái bàn mà chưa có khách đó, có quầy tính tiền luôn. Ơi khoan, bây giờ Gil phải tuyển thêm nhân sự thôi. Đó có chỗ nướng bánh, đi lại đây tuyển thêm thằng đó bán bánh mà chưa có ai phục vụ bánh hết, nên Gil phải tuyển thêm người phục vụ. Đây Gil mới đầu, Gil không lẽ Gil là tự đi phục vụ luôn ta, chết rồi, không có up lên được rồi. Đây nè bánh nè man, đi phục vụ đi, bán như xếp hàng đông quá rồi kìa, mới mở chưa được 1 phút nữa mà đặt nghẹt người xếp hàng luôn kìa. Thôi thôi thì ok, do mấy anh thèm bánh của Gil chứ chứ gì, đúng không? Được đã, bây giờ Gil giàu quá rồi, Gil trở thành tỷ phú rồi, Gil trả hết nợ xóa đói giảm nghèo luôn rồi đó. Thì cái số tiền mà bữa anh tỷ phú mang tên là không tên á, giấu giấu tên cho Gil mượn thì Gil cũng trả hết luôn rồi, nên bây giờ Gil chỉ có việc là ngồi phèo phỡn đi thăm mấy cái tiệm bánh hamburger của Gil thôi. Rồi mở thêm vài cái chi nhánh nữa là được rồi, thì Gil sẽ mở tới nước Mỹ luôn nha các bạn. Hồi nãy giờ là Gil chỉ mới châu Á thôi, thì Gil sẽ mở sang nước Mỹ luôn đó. Rồi chỗ này nữa tốn 50k đô, 50k đô với Gil đâu có là gì, ở đây tốn 150k đô này. Ồ, chỉ là cái ghế 200k đô luôn. Công nhận càng ngày muốn mở chi nhánh mới càng mắc, tại cái mặt bằng ở Mỹ á, nó tốn lắm đó. Thì đây chưa phải là mặt bằng người Mỹ nha, chỉ là bên Nhật thôi mà nó đã tốn như thế này rồi, không biết mặt bằng bên Mỹ nó tốn như thế nào nữa. Thì Gil bỏ cái này vào sọt rác cái đã. Ơi sao bị đứng ở đây luôn rồi, đi ra nào. 400k đô, 400k đô là cái để mở cái gì đây? Chỉ là một cái bàn thôi hả? Trời ơi càng nhiều bàn thì nó càng mắc. Rồi sắp 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 xong rồi, rồi cuối cùng vẫn chưa xong nữa đó. Rồi cuối cùng Gil đã hoàn thành được cái chi nhánh thứ năm của Gil tên Hamburger rồi đó. Rồi Gil đi bỏ rác vào và đi bắt đầu đi lượm tiền nè, nãy giờ á chưa có lượm tiền tại tiền Gil vẫn còn nhiều quá chưa có xài hết, để đây qua mấy cái chi nhánh kia chắc tiền chắc thành núi luôn rồi đó, Gil chưa có đi gom nữa. Để chút Gil quay lại mấy cái chi nhánh kia coi tiền nó nhiều cỡ nào rồi ha. Rồi bây giờ bỏ cái này vào sọt rác và đi lấy lượm qua mấy cái chi nhánh mới để gom tiền nè. Ơi cái chi nhánh này bán được 416 đô, còn chi nhánh này bán được có 960 mấy đô vậy trời, kỳ vậy. Nãy giờ ghi bỏ bê có vài chút mà nó bán không được, Gil phải quay lại coi mấy thằng nhân viên nó có ngủ quên không, chứ kiểu này là thôi không Gil rồi. Rồi trời ơi không có một người khách luôn, trời ơi nhân viên của tôi đâu, ngủ hết rồi à, ở đây đâu rồi. Ê HR sao mày ngồi ở đây, tốn tiền mày một ngày,
biết bao nhiêu tiền mà mày không quản lý được nhân viên của tao, để chúng nó đi đâu mất tiêu hết rồi, mày sa thải nó đâu hết rồi mà không thấy tiền đâu, ủa lộn, không thấy nhân viên đâu hết rồi, để người ta ship hàng mua hamburger mà không có nhân viên giao là sao? Chắc sa thải HR này quá rồi, mướn thằng HR mới thôi chứ thằng này không được rồi, cút. Rồi xong, Gil đã sa thải thằng đó rồi nha. Rồi quay lại cái tiệm hamburger mới nhất của Gil để coi nó hoạt động như thế nào. Rồi 100% và Gil chưa mở được, vẫn Gil đã mở hết gọi là một tiệm nè, tên là Dub Burger đó, hai tiệm sắt nè, rồi cái tiệm thứ ba tên là Win nè, cái tiệm thứ tư tên là Sandy, rồi cái tiệm thứ năm tên là On N On đó. Thì không thể mở thêm tiệm mới nữa vì cái luật kinh doanh là nếu kêu mở nhiều quá cũng mấy người khác muốn mở, mấy người ta không cạnh tranh lợi, luật pháp không cho kêu mở cái tiệm thứ sáu thôi, thì bây giờ kêu đi gom tiền thôi chứ biết sao gờ. Ok đó, khi nào mà ra cái tiệm thứ sáu thì kêu sẽ mở cái tiệm thứ sáu rồi. Ôi quá trời tiền luôn. Rồi để xem coi nên đầu tư thêm cái gì đi ra bên ngoài ha, coi tình hình những người này, những vị khách hàng của Gil họ thích để làm cái gì. Ơi bây giờ Gil đi coi nè. Ủa ở đây họ đi thuyền qua đây ăn hamburger à? Khô thì ra mấy người này cũng chịu chơi dữ, ghiền hamburger của Gil đến vậy luôn. Rồi ở đây không qua được rồi, nó bị chặn lại rồi, thôi đi gom tiền đi. Ôi lâu lâu thử cảm giác làm phục vụ như thế nào hen. Rồi bây giờ bỏ cái này vào sọt rác này, rồi qua lay lượm hamburger này, xong rồi đi lại đây chó sắt, trời ơi cao nghều nghịu luôn. Hết chất được rồi, chất qua đây đó. Bây giờ là ôi sao ở đây không có ai gọi là ship bánh hết vậy, hàng chi ít tiền là phải, mà lạ ghê, ghiêu cốn quá trời tiền để đầu tư vô này mà bán không được doanh số. Ghiêu phải mở hỏi mấy thằng sale coi nó sale bánh hamburger như thế nào mà ghiêu bán không được doanh số, doanh số có mấy ngàn đô à, chùa. Mà trong khi Gil phải bỏ ra mấy triệu đô để Gil đầu tư vào những cái tiệm như thế này, chắc sa thải bớt mấy thằng sale quá đó. Thấy chưa, nhân viên nó đứng nó ngủ luôn kìa, phát hiện rồi. Đi lại nói mắt với thằng HR rồi, ê mày sa thải giùm tao mấy thằng ngủ đó giùm tao một cái nha, tiếng thấy nó ngủ vậy hơi khó chịu rồi đó. Hổm dài doanh số cái tiệm hamburger của tao bị tuột dốc rồi, bây giờ mà nó tuột nữa là tao phá sản đấy. Rồi mình phải qua chăm cái tiệm mới thôi. Tiệm mới hơi cái tiệm đầu tiên là cái tiệm ít đô này, cái tiệm này kiếm được 2,8 ngàn đô. Được 2, gì 22,8 ngàn, đúng rồi 2,8 ngàn đô, để mình đi lượm 2,8 ngàn đô này đã. Đó đây đô quá trời đô luôn. Rồi ok thấy chưa, các bạn có thấy tiền tiền có tiền là có tất cả không? Thôi bây giờ mình thử một ngày làm shipper như thế nào nha. Nâng cấp, Duy sẽ nâng cấp hết mấy cái này lên. Ok. Yeah. Duy trở thành đại gia nhờ mở tiệm hamburger. Các bạn muốn làm đại gia không thì cứ xem hết cái những video của Gil để có thể là cách trở thành tỷ phú như thế nào nha.
Ok, thì nếu các bạn thích cái video của Gil thì hãy nhấn vào subscribe, nhấn vào like, nhấn vào đăng ký kênh. Ủa, subscribe là đăng ký kênh rồi. Không nhận Gil giàu mà Gil ngáo ghê. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye và hẹn các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.